đang làm tì cường nhiên là thế dương tạo nên ít sạch tình nhiên nhiên đòi ăn cơ sở nhiên nâng ca bật bật vơ nữ ca dịch cầm đại dịch tự trở đất nhiên nữ vật chơi cầm đại dịch tự trở đất nâng cơ chỉ nhiên đấy hay nhiên nữ âm phơ ạc rõ tăng phơi chất nâng cơ chỉ nhiên đấy bật bật tự chỉ ăn cơ sở nhiên nâng mình nghe lẽ bán ấy thì được chỉ tô sợi để trời cao đăng để chỉ lùng chặt cừu trả vì thòm được bằng từng tay những tí tô sản á tô sản nó nghiêng thắng á to tè này kia mi bục cua lá tập lẽ đại diện pro hay đôi khi rừng khăn ông bắt chước bằng lấy miền rừng sọc cừu bậc cao chẳng ó miền nam đại tập tập tới đầm bay khôi này sọc kẹp nốt cá lợp bục cua nốt rồi cọ chuồn nốt đại diện lẽ bằng bơ đi phô khởi ập đăng lương ấy thế tiền ở đại bàn bồ đề phổ khởi miền ca vay đông kia từ vinh từ mau miền ca nuôi chọc lăng sau cơ bậc ca tiền ở cơ bậc tài riêng nhiên đấy đại chư phẩm mộc sùng bay tại miền ca phật ra ấy chỉ đám đó là tiền chân tứ thưa ơi luôn anh ấy vì nghĩa anh ta ấy thôi cách thì dục kịch muôn nữa cứ đó là sai trường nhiên này nè sập ngay nâng tiền miền mà nước đại chỉ cười nhiên nâng miên nè đại thua ca nâng ai chặt do tôi đặt cốc làm bấy ỏi chỉ nè đọc nơi ca cười nhiên nâng cười chỉ nè miên ca chuốc chùm miên ca chuốc chùm tẹn nơi cười nhiên nâng đó là tê ban chuốc chân tư ban thật chân tư xây xa là ban sọc rụp rà ca thường ốc tạc lắng bần to kia đòi ở trái cười nhiên nâng ấy chỉ cầu không ca lại chơi nên tầm ốc kia rồi có tầm ốc kia nên tầm ốc kia nhưng sợ tay chỉ nhẹ nhiên hay rồi ấy bà mình dân tới dân rồi khót ẩm phí sự đầy tốc hay dân nhiên không ca hay tập vật nơi ẩm phơ ác của sao chẳng lại xin xin miền kỳ lệch miền lô khẽ tổ sạng mô khả tật thệ miền nẹ vị trí kỳ cha thay nạ ô thị trạ hay rồi ca nó tập bác đây chưa kỳ lệch đây chỉ kỳ nhiên là bỏ dân nữa ấy chúng ta lên riêng thua hay nâng đây để riêng thua hay bán chết chăm và có thể vay cho nạc ra áp dịch sai luôn hay chỉ nạc còn bao tiền kể nâng cứ nhiên này nhiên cả xung qua luôn nâng ấy chỉ nạc còn bao tiền kể à xung qua thật luôn chỉ nạc còn bao tiền kể nâng ấy nếu bê lưng một hai chỉ nạc ăn chuyện kể tiền rồi rừng ác của sao để cả lăng nạc nông chẳng đang này chất ở bao giờ nâng đôi chỉ miên lô phép lúc khác nâng là ấp mình nghe dương mình anh ban khơi nghe mình đang thầy dương mình anh hiên không can chuốc chụp tẹt và thốt từng lại từng phô nâng tên đôi chìa nực khơi nực nồng anh có trả những cái tất cả những bát nâng á thế bỏ rõ mình anh miền ca sở lạnh chuốc chụp tẹt nơi bộ phôn câu nâng bộ phôn nâng phôn tay bộ phôn nâng chiếc sắp trớ màu bị phơi ca vinh màu bắt đăng thả bà phôn nâng anh, bỏ tay bà phôn nâng anh vô chất dân mây dân mây dân tớ bạc chất chuộc chung tẹn nâng bà phôn nâng tớ mình đăng thả bà phôn đây chỉ sợ trời sợ bà phôn nâng miên ca thật bà phôn đây thì bà sọc hai dân hả lùi nơi sụp phốc rộp bà xoa mây nâng từ ao nhà đặt tay hay nhà đặt tay nâng cư mình mêm chưa nâng á cư chụp ôn bằng cá rộp bà đây nâng thì nó sẽ lanh chuộc chung tẹn dân tớ tôi cũng phong tận mình đang thạc kê nâng ấy lùi xâm lạp ấy miền ca chuốc chung phẹn nâng hơi tiết tôi chỗ tệ từ cả chị phụ kể cái thạc phụ tập cái rồi có hai thạc phụ thiêu nâng xong bây giờ tham nơi lơ nâng hơi một cái nâng không tiền nâng hơi miền ca xâm lãnh chuốc chung phẹn nâng phụ quân đã chỉ sợ tân tiết lô tâm lẹ luôn máu lơ phụ quân nâng tiết phụ quân nâng đăng thèm nâng đăng thạc phụ hế cư mình mấy chuyện là này cứ chỉ xóa mây rồi bọc luôn đi anh chẳng hãy ao kê xâm lập phụ nâng tiết ở hốt đó cao chí chí cái cao chí chí cái cao thay nâng nông tiết nâng tiết cao thay nâng nông tiết bê là cao thay thông lạc đăng cái đấy đau tam nâng phật quân đây chỉ sức trời nâng tên đau tùm ở hốt đó nẹ sâu kê thả thuyền xử nọ khăn dân tức chập cái nâng vô tùm lẹ cắt lạp tiết và hốt một đó nó cao chí cô tiết nó rừng nhiên nâng khăn dân chuộc dùm tiết rồi
นื้อเป็นน้องจวบจมแปะเนื้อขนมแพรเยี่ยจังเต้มันดังขับแพรเยี่ยได้จิตสตรอจังกาซีโก้โก้นั่งให้ก็จวบจมแปะเนื้อแพรเยี่ยเสียได้จิตแพรเยี่ยสตรอเสียจังเรื่องก็สาวได้ยังมันตอนบานเลยได้ประพฤติเมียกายจวบจมแปะวัดทองจังไรจังปูนไอ้ก็จีอุปการะขนมกายจวบโดยจิตแพรเยี่ยจะดามให้โดยเชี่ยโดยจิตแพรเยี่ยអើដូចជាប្រណន់ដែរប្រណន់នឹងដោយអំណាចគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យកាន់បាតចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកាន់បាតចឹងហើយចឹងដល់ទៅពេលកាន់បាតចឹងហើយនឹកឃើញនោះមានគេហៅថាគូដណ្ដឹងសពថ្ងៃណាលៀងជាអ្នកបតិកលយ៉ាងនៃដល់ទៅពេលដឹងដំណឹងថាប្រណន់នឹងឯងចេញទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅក៏បានពលវាចាឡើងថាសូមប្រអាយបတ်មកវិញក្រោះអាពេលពាក្យមួយម៉ាត់នឹងឯងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងហរតិរបស់ប្រណន្នមានការជាប់ជាប់ក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌មិនកើតទេនឹងខ្លាំងក្លាដល់ប៉ុណ្ណឹងតែមានការជាប់ជាប់នៅពេលហ្នឹងប្រណន្នរហូតដល់ការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌មិនកើតរហូតដល់បញ្ចេញវាចាឡើងប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយផងគ្នាហើយរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរកឧបាយដែលរកឧបាយដើម្បីដោះនៅគ្រឿងញៀនរបស់ប្រណន្ននឹងចេញបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការដូចជាយកប្រណន្នទៅឲ្យមើលនៅនាងស្វាដែលជាភ្លើងឆេះមានការកំបុតកន្ទុយឬក៏ច្មោះឬក៏ទៅជាអីជាដើមរហូតទៅដល់ឋានតាវតੰឃើញស្រីទេពអសូរទាំង500ចឹងទៅព្រះតមានប្រភេទទួថាម្នាក់នោះតើនាងជាអ្នកបតិកលយ៉ាងនៃហើយនឹងទេពអសូរដែលជាអ្នកមានជើងដូចជាជើងនេះព្រាបហ្នឹងតើជាអ្នកណាហ្នឹងស្អាតជាងណាពេលហ្នឹងប្រណន្នក៏បានតោថាបបិត្រង់នៅចម្រើនជាអ្នកបតិកលយ៉ាងនៃនឹងឯងមិនបានមួយចំណិតនៃនាងទេពអសូរផងនឹងហាក់បីដូចជាស្វាដែលត្រូវភ្លើងឆេះមានការដាច់ផ្លឹកកជាឬក៏ច្មោះកន្ទុយអីជាដើមនឹងតែរឿងការជាប់ចំពាក់ហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលបន្តបង់នៅវត្ថុមួយវាទៅអាវត្ថុមួយទៀតមានការជាប់ចំពាក់នៅវត្ថុហ្នឹងទៀតក្រោយមកទៀតបានពិខុសទាំងឡាយពោលតោះទាំងនឹងពិខុសទាំងឡាយពោលតោះហើយក៏បានដើរនិយាយចឹងចេះខ្មាស់ក្រោយអំពីនោះមកប្រណន្នក៏បានមានការខ្មាស់ពិខុសដែលជាសម្លាញ់ចក្រមចារីផងគ្នានឹងឯងមានសេចក្តីសង្វេគក៏ទៅចេញទៅតែឯងក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមចារយធម៌ហ្នឹងរហូតដល់ចុងក្រោយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងដោយអាម៉ាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នករកនៅឧបាយដើម្បីលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់គឺគ្រឿងញៀនហ្នឹងដែលលោកគ្រូបានសួរណាតបហ្នឹងខ្លាំងតែដូចជាបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកមានការជាប់ជំពាក់ចំពោះភរិយាអីចឹងហ្នឹងដោយអាម៉ាយថាចិត្តនឹងឯងមិនបានអប់រំនឹងមានគាថាដែលបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងប្រណន្នហ្នឹងថាយថាអតិរង្គទុច្ឆនង្គវុទ្ធិសមតិសមតិវិជ្ជតិអេវង្គអភិវិតង្គចិត្តង្គរេកោសមតិវិជ្ជតិបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភ្លៀងរមែងលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលបុគ្គលប្រក់មិនល្អយ៉ាងណាយថាអតិរង្គទុច្ឆនង្គគឺផ្ទះដែលគេមិនបានប្រក់ល្អយ៉ាងណារាគៈរមែងក្របសង្កត់រមែងញំញីចំពោះសណ្ដានចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានអប់រំក៏ដូចនោះដែរអេវង្គអភិរិតੰចិត្តੰហ្នឹងគឺថាចិត្តដែលមិនបានអប់រំហ្នឹងហើយវារមែងក្របសង្កត់វារមែងញំញីរមែងកន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តក៏ដូចនោះដែរនៅក្នុងប្រតិកថាចារ្យបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនមែនតែរាគៈប៉ុណ្ណោះទេហើយកិលេសទាំងអស់តបតកិលេសានោះគឺកិលេសទាំងអស់មានលោភៈទោសៈជាដើមទៅនឹងឯងជាគ្រឿងញៀនញានជាគ្រឿងជាប់ចន្ទះធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងរហូតបន្តភពថ្មីថ្មីរហូតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះតែហើយបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតទៅទៀតថាយថាអតិរង្គសុឆនង្គវុទ្ធិអ្នកសមតិវិជ្ជតិអេវង្គសុភវិតੰចិត្តੰរេកោអ្នកសមតិវិជ្ជតិភ្លៀងរមែងមិនលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលទទួលប្រាក់បានល្អយ៉ាងណាវុទ្ធិអ្នកសមតិវិជ្ជតិថាភ្លៀងរមែងមិនលិចស្រោចយថាអគារៈសុឆនង្គនៅផ្ទះដែលគេបកដែលទទួលប្រាក់ល្អហើយយ៉ាងក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយ៉ាងណាបងទ្រង់ថាសំដីថាអេវ៉ាំងចុះភាវិតੰចិត្តੰ
เรียกโกเนี่ยสมัติวิชิตะนั่งบังตรงตราสุดได้ทางเรียกเสียเราไม่มันครอบสุดกัดเลยเสียเราในเจ็บได้บุกกลบางเอาตรงหายหล่อหายโดยโดยชนบ่ายโดยจิตเสียได้บุกกลบางเพราะจิตหายธรรมดาเสียได้เกี่ยวกับบางจิตหายเพียงหรือก็ช่องนั่งไอ้เหมือนไอ้ปอดได้บุกกลในชนบ่ายนุก็โดยชนบ่ายอย่างนั้นไม่กล้าเลย บุกวัวเมียนเจ็ดเอากรมหายตัวเมียนเจ็ดหายเรียกเสียงนั่งไอ้ก็เราไม่มันตรอกจังตัดได้บุกวัวตรอกจังตัดในเจ็ดได้บุกวัวบ้านเอากรมหายก็โดยชนะเองจึงทำเพียบมันสมได้ปนนะให้ฟ้าทายอย่างนั้นสมจุนเอาลูกครูวิญหายสมอนุโมทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเช่นกันนะคุณจ้าก็บ้านสมได้จริงเชื่อเลยขนมโตในการเงิน ถ้าตกประตูบ้านหลายในโลกเนี่ยเป็นนะคือบางเป็นเชื่อใจในขนมเรื่องได้ตรัสหลับครูนนะตรัสหลับครูนได้ชาเพริเชียให้เมียนจับจับเป็นเปียนำในยังจะเพริเชียนำนั่นเองรู้พอใจเป็นนะได้บุญ อาจจะเพียบเจ็บต่อเป็นต่อมาต้องรำแต่บานดังถ้าเชื่อสตรีหรือนั้นเจอบานรูดพัดปีกาจอดจนเปะให้โจกันนุบุเสบักเจ็ดบานสมรจิตเรียหรหันเตยแต่ขนมสตรีนี้ก็เจ็บบัดสักสามวยดังใดกันนะคุณจะเห็นโยมบานปีจารณาเตียงคือจะมันจมพัวแต่เนี่ย น้าได้มาสำหรับยืนโดยเจียขนมสัตว์เรือนนกเทนะเจนคือเอาไว้น้าได้ยืนกุมปงแต่สลังเอาไว้นกไอ้ได้สำหรับยืนเรื่อยๆรับเจียเฉียนในมหาให้นำสำหรับยืนไปเตียอันนั้นก็ต้องยืนเคยตกอย่างเดินเบื่อเดินเหมือนเคยตกหา อาไว้นะหรือทารกบอกนะได้ยืนสลังนึงนะเอาไว้นู่นเราบอกนู่นเช่นเนี่ยสำหรับยืนอันนั้นยืนมันอายดำไปนั่งจับตันท้อยนาตาจับจมเปะหรือดำไปนั่งเคยตกจมนู่นกาเคยแต่ปีอาหมิซังเคยดอยอาซาเปะดอยตมเรกนกเต้เด่นแต่ตอนแต่ยังเคย เคยเจ็บตกตัวเองอันนั้นเกิดชกจอดจนแตกจังน่ะน่ะเย็นยมใส่กระสุนอ้อก็กลับไปบานเยอะในเยอะใส่กระไดนั่งเต็มเยอะในเยอะใส่กระไดท่ารบบอกในเยอะสลังนั่งอ่ะสำหรับเยอะอย่างนั้นเพราะเมื่อเยอะมันบานที่จารณ์นะมันอบรมจะบานปัญญาเยอะมันอาจเคยบาน ถ้าเราบอกนั่งสำหรับเยิ้มเต้เด่นนั่งเคยเต็มปีตมเรกได้นำมาเยิ้มสบายเต้ขนมเราบอกนกเวงเด่นนะเมื่อกะนาคุณจะอ่องน่าอาจบอกสายบ้านท่าเราบอกได้เยิ้มสลังนั่งอ่ะเมียนตมเรกเมียนจุกได้รีจีเต้ขนมเราบอกนั่งให้เราบอกนั่งนั่งคือเชื่อสตรีสำหรับเยิ้มอ่ะ ให้เบื้องดังทารบบ้องนั่งเชื่อสตรีเจเนสสำหรับเยิ้งอันนั้นเยิ้งมุกแต่รถเจ็ดเจนตีรบบ้องแต่เยิ้งสลังให้มันเป็นแต่รบบ้องมุ้ยนั่งเท่าไว้แต่ด้อยเอาแต่ท่าเยิ้งสลังคือรบบ้องนั่งเองเจนนั่งให้รูปนั่งเยิ้งสลังสำหรับเยิ้งจังเจนตีสลังสำเร็จเจนสำเร็จนั่งเอาแต่ท่าเยิ้งสลังคือสำหรับเยิ้ง ฟังไปเบอร์รูปนั่งสำเร็จเคลื่อนตัวนั่งได้ยืนมันสลังมันจอดถึงเตะเต้มันจะเทียบตะกอสำหรับยืนอันนั้นคือถ้าเอาไว้นะได้ยืนสลังได้ยืนจอดถึงเตะนั่นคือถ้าเชื่อสตรีจะเทียบตะกอสำหรับยืนเด่นมันสลังรูปมุ้ยจะสลังรูปมุ้ยรูปนั่งเต้จะเนี่ยสำหรับยืนได้นะนั่งสิกระไดนั่งอย่างนาเต็มแต่อาตุนจะ มนต์บอกสายของสิ่งใดบ้างเนาะนะมนต์แต่คนจะต้องในทัวร์นะมนต์เนี่ยมาโครัตนาติยสะวันเตมิโสมนามัสการจงพัว
ประจุมใบในปรัตนะประพุทธประโทหนึ่งเปรียอะไรจะสองเต่าสิกรีตัวรุ่งทรงทวกาณมัสกาจมปูประกาศนากรุปอังได้บานในมวลมอกกันตีสลาสเตปทานิรวมเตียงประกาศนากรุปอังได้บานสตาบลือนายสมเลงประโทตามระยะสายอันนี้หนึ่งทรงจมอันปูดอลปุตตะบาลสาจังอ้อสิกได้ได้เรียบร้อยตรงปีเกลืองยีนตึงออกนุกเคยทากรุกกรอนหายกราวยังปีลูกรูจองเป็นเชียทากระบอกได้เยื่อสลายนึงสำหรับเยื่อนึงอย่างในอาคมาเพียบนึกเคยดอลเรืองมุ้ยขนมกุมปีสังสิกระคือโลกบาลเรียบร้อยปีเรืองเทริยีระบอกบรอกมันเรียกได้มันคลอดตัวตัวรัวรวมในกรอบละงูขนมเปย์ได้บานเนียชีเทียดีสวามไปหาบรักเชียประได้บานนำนำประควรระบอกล้วนตะเลงเตียระบอกล้วนดอลตะเลงเตียระบอกล้วนจังเต้มาได้ยปุกนั่งก็เรียบจำกะไลเอาเตรมเตยหายก็เรียบจำมาโฮมจำในเอาขนมเปย์ดูหายขนมกับใบเตี้ยระบอกนุกขนมกับใบเตี้ยระบอกบรอกนุกจำในได้ช่างงานบนพอดกาสมัยนุกคือจำในได้เตี้ยไม้ได้เตี้ยโรยจำมวยนึงลมเอ็ดกรอบละงูนั่นโรยจำมวยนึงลมเอ็ดกรอบละงูหายปกเมย์มาได้เมย์บานมามโยผูกชวนนึงหมอกเอาโกนประสานึงบริโภคบริโภคนึ่งกาวได้ปีปกมาได้ทำไมในจุมคณีโดยเรียงอียนเรียงเลียเลียมนะดอกบริโภคตั้งชงานตั้งยีนหนึ่งรั้วในละงัวนะดอกยีนตั้งก็ดาโรขนมเตี๋ยวใบนึ่งโรลางโรจ๊อกเคิร์นตะเบาได้บกรอบละงัวนึ่งคลั้งใจดีปีขนมตะเบาหนูมาน้ำบ้องจัวได้ควายเล็กธรรมดาดอกควายนั้นมันอ่อนเชิดก็เอาเล็กดอกโหดดอกจอบกระบาลขนมกระบาลหนึ่งหายไปได้หายหนึ่งมาได้ทำไมจะปกทำไมนั้นก็นำขณีบ่งใบกระบาลนั้นดำใบเตียนยกก้นภาษานั้นเพื่อจะบอกล้วนมาเองนั้นคือจองใบเชี่ยธาดอกบอกได้ยินนั้นคือสำลับเพื่อบาปเยอะนั่งอย่างหนึ่งให้อบายขนมประพุทธศาสนานี้ตื่นเมียนอบายจะได้นะสำหรับเอาเยอะเชี่ยพุทธบารสัตย์ต่างหลายตรากะดอกรายโดยเชี่ยปองตรงสมัยอย่างปีอาปันกาประเดประเตียบาลีถากาประเดบาลเป็นข้อใบอย่างตีมุ้ยคืออันตรีสังวระเมียนในถาอันตรีเตียงปมมวยคือเจตีโฮโจลในอารามเตียงปมมวยหายไปยังดังท่าอารามเตียงปมมวยนุกาล้างคือเตยเมียนอารามละอ้ออารามมักระอารามเจตุกอารามเจตสอกหายยังเลียบังในอารามเจตุกนุโดยเชี่ยประกาศนาประกุนจักรปองบานสันใดรีบรอบใจจูนปุตตะบรสันบานเจตีสันดับสอกกรุปหายนุคือยังดังค่ะทะเลเฉียตีตราจังกวดโจมาในรูปตะเชี่ยเฉียตีตราจังกวดโจมาในสมเลงจมอกเฉียตีตราจังกวดโจมาในคลันอันตาเฉียตีตราจังกวดโจมาระบบรวดอย่างไรหายขนมกาตราจังกวดโจมานั้นคือเมียนระบบคลาหนึ่งบังคลายสิกได้สอกสำหรับชีวิตระบบเยิ้มบังคลายสิกได้สอบขนมอัตเพียประบายเยิ้มแต่แทบในขนมเพียบชื่อมนุกแต่ในไงแต่ตรงสมัยอย่างปีอันตรีสังวรานั้นคือเอาเมียนกาสังรวมนึกอันตรีเตียงประมวยหายโพชเนมาตันยตาเมียนในทากาสกอลประมาณขนมกาบริโภคตัวกาบริโภคนี้กาหน้าบริเยิ้มมันบานกับนักไปเวลีเอาบานเตียงต้อก็เชื่อไปใช้นำเอาเมียนโรคเตี้ยนึ่งวิบัติตกอย่างได้หายตอนตีใบนู้เชื่อเกลียในโยเกะบานในถาเพี้ยระลึกเรื่อยๆเพี้ยระลึก
hơi cầm nắp bê về lía khăn ca bằng pin phê rồi cây trở bọc luôn nâng cư ai cắt bằng thói nơi ca nhiên nhám rư ca hô chôn nơi tới cái đây là trọng khăn ông chết nụ bàn đôi xin lấy nhóm cà nà thăm mà thiếp thì bà rõp đòi chẳng khai mọc bà nét xôm ạ nà mô tình đi nà xa thu xa thu chân nà cư nông ngày nít chân sạch xa đọc sai em tì cả nhìn tì cả chọc chân tết cơ đốt chiền cả đầy dân sạch xa tới nơi khăn ông ả rây sạch chạc phô và đất chạc thêm một bạc để thô chị đã nâng khăn ông thua rằng ọ nâng đến cơ mặt tì chân nè chân bố cả nà quân bí chắc để ban đọc sai để ban xâm đầy rụi hơi ai nực khơi cái lại na lọ môi khăn xa ấy nó bát nó kia tha ấy ai thay bàn chẳng lấy lấy khăn ông cái đấy nè ngầm cái na bàn bàn to bàn hà nó một đời thả cương đại dân nhiên đại dân sơn lăng đại dân chập chùm bẹ nâng xâm lạp dân nè nâng cả na quân cha vợ ông thì lấy thuốc của bạn đọc sai mà rương á đã bị rương chập cái ba lần cái ba đó nè có việc chia ca mà nông lộc đi nên nằm ở dân bắt bóng nơi cách tỷ vô kê một chẳng chế ba em chẳng hay nơi nơi sẽ cách đây tình chuyện thêm thiết đó chứ nơi nông nâng cả na quân cha ai tận đây lời chuyện để hỏi có chế ca tình chuyện sạch khổ ở trên thả chế ca sầm lấp giang mịch để dân mình nghe mơ khơi đời này dân không mà đạt thế đôi chỉ thà thể dễ xả mày chỉ riêng rái ban lên một hơi thà mày anh ta bật nia sầm lấp nia ấy chẳng tính ra lời nữa thà thua nó trôi mà đòi lại thà ọt miên bật ấy nia thế ọt miên vừa sự tra vút màu cặp mà sầm lấp ấy thế miên cái ca cuộn sữa bát của bông ai từ chọc chê từ chọc so là hốt bánh té cứ chỉ nè sầm lạc nè nó lòng nay sẽ cái đây chân để thực hiện nâng ban tình chuyện tập thực hiện là bọt nâng tình chuyện thả vậy na rứ cơ rồi bọt na để dân sầm lạc để dân chọc tình chuyện nâng ai à vậy đâu rồi bọt đâu nâng sầm lạc dơ mà nâng cả na cũng chắc nên muốn chắc nè bọn sầm nha nè mô ta sụp hệ quẹ tàu rệ hạ tàu sầm a sầm phật hạ sạ nè mô ta sụp hệ quẹ tàu rệ hạ tàu sầm a sầm phật hạ sạ nè mô ta sụp hệ quẹ tàu rệ hạ tàu sầm a sầm phật hạ sạ nhóm bọn mẹ chắc sôm grab vai mông cung châm phô vô chung bay này bệ hạ rập tà nạp trai đòi tích đầy cổ rục nông đòi tích đầy phương khai tài phần này hãy trông tìm miễn dịch đầy chỉ đặt là chân phục cả nà quân mẹ chắc cực cực rõng tìm o đợt bàn đặt lưu nâu xung đánh vật hồ nông vật liều cả nếch hãy trông tìm tìm tàn phố đoàn lục cú mùi nơ đoàn nhiệt nhung chỉ phục bò rõ sát tìm o đại dịch nhạc miễn dịch kì chỉ đặt là nông vật liều cả nếch nâng chân phanh hà lục cú có bàn chết sẽ xuyết sốt rơi rơi đâm bầy xoay rốt nợ ca chết đâm đò nhiệt nhôm đài chìa nạ sạp nâng ở đất tình yên ta chết đâm tới đập bầy nghề dôn nực nông ca phí chà rà nà nây vật hồ ruông vật hồ và sân nà chìa khoác nợ ca phí chà rà nà mình ai đập bầy dôn chô chất nực nông ách nực nông thịt đây đài phép sà mà sàm phốt trung trắc xâm tay nục lời nâng đôi chân nét vượt tòa tại nhiệt nhôm chìa phút bò rà sạp tiền ốc ba nợ ca sạp hai miền nội vô nịch sau mình đã thực ca đó thực ca vừa tục nông chết đây là ó từ ai tập bày miền ca chết đăng lực nông vật hoa nịch ba đôi chìa ba nhà ha đài lục rù trông xua thả à vây na đài dương sở lành à vây nó cứ chìa nét tầm lạp dương nâng đôi chân nông thực đây đi vừa toa tài nhiệt nhôm đặt hai thịt cha là na ở dương lực nông thực đây nâng tớp triệt bác hẳn bị thoa đại lệch sáma sáma phốt trung trác sâm đầy nâng đôi chìa tu nơi ca sở lại nâng vì mình
មកអំពីអ្វីក្រៅអំពីលោភៈចិត្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តទេនឹងនៅពេលដែលលោភៈចិត្តនេះកើតឡើងក៏កើតបានជាការស្រឡាញ់និងការចូលចិត្តនៅក្នុងរបស់របរផ្សេងផ្សេងនឹងដូចជាតួយ៉ាងនៃសរិយាស្វាមី នឹងមានការស្រឡាញ់គ្នាមានការបបោះអែលគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងដូច្នេះសេចក្ដីនេះបើញាតិញោមពិចារណានៅក្នុងសេចក្ដីហ្នឹងនឹកឃើញថាធម៌ហ្នឹងវាមិនសម្លាប់គ្នានឹងគ្នាទេនឹកឃើញថាធម៌សម្លាប់គ្នានឹងគ្នាវាទាល់តែមាននៅទោសៈលើកនៅសត្រាចៈគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងវាយល់ថាធម៌ហ្នឹងវាសម្អាចដើម្បីសម្លាប់គ្នានឹងគ្នា ក៏ប៉ុន្តែដូចជាញាតិញោមពិចារណាចំពោះលោភៈចិត្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តស្វែងស្បិតពេលហ្នឹងភរិយាស្វាមីមានការស្រឡាញ់គ្នានឹងគ្នាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមជ្រាបហើយថាលោភៈនេះវាអាចទៅបីនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់យើងទេលោភៈនេះវាអាចនាំមកនៅភពកំណើតជាមនុស្សជាទេវតាដល់យើងទេ នឹងតាមពិតទៅបើញាតិញោមពិចារណានៅក្នុងកម្ពីប្រតិធម្មរឿយៗយ៉ាងទៅក៏ឃើញថានៅពេលណាដែលលោកធាក់កើតឡើងនេះវាតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិនិងដែលសត្វលោកធាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិនេះគឺដោយសារអំណាចនៃខោបាបគឺលោកធាក់នេះដែរនឹងដូចជា ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរស់និងការជាប់ជំពាក់ក្នុងរស់ក៏អាចដើម្បីសម្លាប់យើងដែរទៀតញោមពិចារណាមើលបើតំណាក់ខ្វះសស្មារតីសន្សំនៅលោកភៈនេះច្រើនច្រើននៅក្នុងសន្តានចិត្តដល់តែលោកភៈនេះវាចម្រើនគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងហើយវាអាចដើម្បីរុញនៅការយតិចរិតរុញនៅវិជាទុច្ចរិតនិងឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់នឹងដូចជាតួយ៉ាងនៃគោឃាតកៈនឹងគោឃាតកៈដែលថាជាប់ជំពាក់នឹងរស់ នឹងជាប់ជំពាក់នឹងរស់នៅពេលនឹងដោយសារតែសម្លាញ់យកនៅសាច់គោទៅបាត់ចឹងទៅឲ្យដល់តែខ្លួនឆ្លប់តែបរិភោគសាច់គោនឹងដោយសារអត់សាច់មិនបាននៅពេលហ្នឹងក៏ទៅអាសាច់ដាប់គោភ្លាមណាលោកភ្លាមអាដាច់ភ្លាមគោងាប់ភ្លាមហ្នឹងទន្ទឹមនឹងយកមកឆ្អើបរិភោគខ្លួនឯងហើយក៏ខំនៅដាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានការ ស្លាប់ទៅទៅធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិដែលទទួលលើសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងលំបាកដល់ក្រៃលែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីទុក្ខនៃលោកភៈដែលមានការចម្រើននៅក្នុងសន្តានចិត្តយើងហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថានៅពេលណាដែលលោកភៈកើតឡើងរវាងភរិយាស្វាមីហ្នឹងវាមិនមែនជាធម៌រាប់អានគ្នានឹងគ្នាទេវាមិនមែនជាធម៌ដែលនាំមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាទេ វានាំមកនៅការសម្លាប់គ្នានឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះព្រមសភាពនៃលោកភៈនឹងញាតិញោមជាផលដែលអធិប្បាយពីខាងដែរអញ្ចឹងនឹងនៅឃើញដល់លោកភៈនឹងភរិយាអាននឹងល្អដល់ហើយនឹងបបងអែលអញស្វាមីអីហ្នឹងក៏ល្អដល់ហើយមានការស្នាក់ស្នំអញយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងអស់នោះវាប្រកបទៅដោយលោកភៈនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយលោកភៈនេះវាតែងតែមានការ សម្លាប់នៅបកគោទាំងពីរនាក់នោះឲ្យមានការធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4នឹងដូចជាតួយ៉ាងនៃគោឃាតកៈជាដើមហ្នឹងចាំញាតិញោមកណាគុណម្ចាស់ជាទាំងអស់នៅពេលដែលបានសិក្សាពិចារណានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាលោកភៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តនេះដែលជាគ្រឿងញៀនញាមតែងតែនាំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខដល់ឃើញទុក្ខនៃលោកភៈចឹងទៅក៏ ចាប់តាមមានអាស្មារតីរឿយៗហើយក៏មានសតិរឿយៗចឹងទៅចម្រើននៅកុសលធម៌ផ្សេងៗដូចជាតាមរយៈនៃការឃើញរូបការលឺសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅព្រះអីហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបកណាគុណម្ចាស់រៀនកំណត់រឿយៗដោយសតិនិងស្មារតី នឹងកណាគុណម្ចាស់នឹងរើខ្លួនរួចអំពីលោកភៈនេះទៅកាន់ផ្លូវទីបរមសុខគឺព្រះនិព្វាន